BR3 này khi mà xuất xưởng thì cũng sẽ đắt hơn bộ AR3 do tính chất cái vỏ của cái cặp loa này nó làm sẽ mất công hơn, tại vì nó là dòng sơn bóng piano, nó sẽ mất công hơn cái dòng sơn bình thường rất là nhiều. Và cái sản phẩm này ngày hôm nay về hàng thì cũng đầy đủ khiển zin cũng như là tất cả mọi tính năng đều hoạt động chuẩn chỉ và zin nguyên bản hết. Tuy nhiên có một cái điểm khác so với những cái bộ về trước, đó là cái mức giá của bọn này nó mềm mại hơn rất là nhiều. Bộ Victor BR3 mà các bạn đang nhìn thấy đây, đó là một bộ sản phẩm với khiển zin với mức giá là 8 triệu các bạn nhé. 8 triệu thì các bác cũng có đầy đủ hai bên vế lưới e-căng như em đang cầm trên tay đây. Và không để các bác đợi lâu nữa, em sẽ quay luôn hình thức một vòng để các bác cùng nắm bắt được cái hình thức của bộ Victor BR3 này. BR3 là một trong những sản phẩm dòng loa bằng gỗ sử dụng củ loa toàn giải đường kính 6cm và công suất của một vế loa sẽ là 40W, trở kháng của một bên loa sẽ là 4 ohm. Và với cái công suất 40W này thì cái phòng mà có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho cái việc nghe đó là khoảng 20 đến 25 m2,
Và ngoài cái khả năng trình diễn nhạc cho chúng ta thưởng thức bằng tai ra thì bộ này cũng là một trong những cái bộ rất là thẩm mỹ để các bác có thể bày biện deco để cho nó hợp mắt hơn. Đây là khiển zin của Victor BR3 các bác nhá. Và đây là nhân vật chính, bao gồm một thân máy ampli và một cặp loa. Vì cái dòng loa là loa bóng piano cho nên về những cái sức dăm như các bác nhìn thấy dưới ánh điện đây là không thể tránh khỏi được, không thể tránh khỏi được các bác nhá. Màn hình hiển thị thì cái đèn led cũng còn rất là sáng, nó không bị tối như cái truyền thống của cái dòng Victor để lại. Tuy nhiên thì khi các bác mua bộ sản phẩm này về thì nếu mà các bác muốn cái đèn led này nó sáng và nó bền với thời gian ấy, thì khi các bác không sử dụng dàn nữa, các bác phải ngắt hẳn nguồn điện ra khỏi máy. Nếu mà các bác để nguồn điện khỏi máy nó cứ nhấp nháy cái màn hình, nó sẽ gây ra cái hiện tượng già bóng các bác nhé. Phía trên của ampli thì chúng ta sẽ có một cái tấm nhôm phay xước màu đen rất là dày. Ở đây chúng ta có một cái vết trượt, nó dạng như cái vết vết xước nhưng mà nó không bị ăn xuống cái lớp nhôm, mà nó như vết xước nhưng mà nó như một cái vết bẩn nó chạy qua. Và mặt trước thì chúng ta sẽ có thêm một cái nẫy ở đây để mở cái khay ở phía dưới ra. Khay phía dưới thì chúng ta sẽ có chế độ chơi USB đọc được cả wave các bác nhé, và có cả line in line out của digital này, có cả phone này, ba phone với chân 2,5. Các cái nút gạt ở đây thì chúng ta sẽ có gạt sang trái sang phải để đi vào các chế độ như mà họ đã in những cái điều hướng ở đây. Dụ như tiến bài thì chúng ta gạt cái cần này sang. Núm vặn âm lượng còn rất là đẹp và tròn trịnh các bác nhé. Ở trên Victor thì K2 sẽ có hai giải tần. Đây là một bộ sản phẩm từ Victor cho nên nó sẽ có đọc DVD các bác nhé. Phía về loa ấy, thì chúng ta sẽ có như công suất mà em đã chia sẻ, đó là công suất là 40W, trở kháng là 4 ohm. Còn về phần ampli thì các jack kết nối cũng được mạ vàng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có phần cầu loa công suất này, rồi chúng ta sẽ có một cái cặp line in và một line out. Bộ sản phẩm này cũng có đường PCM quang học để giải mã tín hiệu từ TV các bác nhé. Và được sản xuất năm 2010 như cái kèm thông tin ở phía sau. Nói chung góc cạnh rất là đẹp, không bị cấn móp gì cả. Hình thức theo đánh giá khoảng 97 đến 98%, vì là bóng piano nên là cái xước răm nó không tránh khỏi được trên tất cả những cái dòng sản phẩm loa bóng piano mà đồ đã qua sử dụng. Bộ này thì sẽ có mức giá là 8 triệu, không gian chơi thì sẽ từ 20 đến 25 mét vuông, và nguồn chơi nhạc thì các bác có thể khai thác từ đường vào của CD, đường vào của USB, đường vào của giải mã từ Smart TV với đường vào quang học. Và ngoài ra thì các bác cũng có thể cắm thêm các thiết bị như là điện thoại hoặc máy tính bảng hoặc là máy tính để bàn qua cái ngõ line in ở phía sau. Và bác nào quan tâm tới sản phẩm này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm qua hai đầu số các bác nhé. Bộ này thì sẽ chơi rất là nhiều những cái thể loại nhạc, tại vì là bản chất cái bộ này ở trên điều khiển cũng có cái phần tinh chỉnh bắt chép ở nằm ở phía dưới của cái mặt lưng ở đây. Tim hòa tiếng đời. Đôi
cách đôi nơi nhưng hai người một luôn. Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài. Gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ, trong đời cho thương nhớ muôn kiếp chọn nhớ thương. Chìm theo giấc mưa, trọn đời cho thương nhớ.